các bạn. Các bạn ơi, cái hoa lan mà màu vàng vàng mình đang quay cho các bạn xem đây. Cái hoa khi nãy là màu vàng và đây là màu nâu này các bạn. Cái loại hoa lan này thì nó có 3 màu. Đây cũng là màu vàng nhưng mà nó không có cái điểm màu nâu ở bên trên cái hoa của nó các bạn ha. Cái loại hoa lan này nó có tên là lan vũ nữ này các bạn. Thì mình đã điểm qua coi như 3 màu hoa lan vũ nữ cho các bạn xem rồi nè. Cái clip này mình ghi hình lại một số, tức là 3 cái màu lan vũ nữ để chia sẻ cho các bạn cùng xem nha.